Ok, hello chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bao nữa. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay lại về channel ẩm thực châu Phi, Việt Nam, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Thì hôm nay anh em mình là coi tiếp tục lên đây hướng dẫn người dân bản địa là trong những cái lương thực và những cái rau củ quả của Việt Nam mọi người nha. Đấy, hôm nay anh em mình trồng tất cả những loại bí cũng như dưa chuột và mướp, rồi là bí đao, bí ngô, bí đỏ, bí xanh, đậu bắp rất là nhiều nha các bạn. Đây, úi giời, có quần này. Mang về cho con mặc. Mấy loại giống đấy? Hôm nay anh em mình trồng có 12 loại giống nha các bạn. Có ít lắm. Đây, còn anh em mình còn có thêm cả là cà pháo Việt Nam mình, và cũng như là nó khó đấy. Đây là hạt mùng tơi đây. Mùng tơi rau đay đây, ít nữa hướng dẫn người dân nấu canh. Đấy, ăn cho mát. Đây. Đấy là nhiều rất đây. Nhiều loài. Có bao nhiêu cái tất là anh em mình đưa đi hết để ủ hạt giống cho mọi người. Hôm nay anh em mình đi chân có tất không ấy? Không tất đây. Không tất, hôm nay đi dài đâu có tất. Đây anh em mình có cà tím nha mọi người, anh em cũng đã ngâm ủ rồi này. Cà tím à. Và đây là hạt cà rốt. Đây. Và rất là nhiều nha mọi người. Và đây là hạt súp lơ. Đây là bí ngô này, bí đỏ. Đây, hạt to thật, ngâm. Bầu ấy là... Bí. Bí là bầu. Bầu, bí. Đây là hạt đậu bắp nữa mọi người. Vì ở bên này anh em mình thấy thời tiết này là hợp với trồng đậu bắp nhá. Vì thời tiết ở bên này châu Phi nhưng mà thực tế nó chỉ có từ 26 độ trở xuống thôi. À, và đêm rất là lạnh đấy mọi người. Hả? Nhiều. Hạt gì? Đây này, đây là cũng hạt bí nữa này mọi người. Đây là bí này, hai loại bí. Đấy. Đây là hạt gì? Nhiều quả quên. Không, hạt là cà rốt này mới là hạt là hạt là hành tây, củ hành tây. Đây nhá, hành tây. Và đây cũng là cải này, rất là nhiều loại. Và đây hạt là bí đao này mọi người, bí xanh nhá. Đúng ngô xe gái kì. Đây, anh em mình cũng bữa trước lên thành phố cũng mua được quả bí già này, nó có phấn rồi. Và anh em mình ăn và lấy hột cũng muốn đưa lên trồng, lên trên bán cho tất cả mọi người dân ở bên này. Đây, những giống này của anh em mình là chủ yếu là giống của Việt Nam mình nha mọi người. Và đây dưa chuột này. Đây. Nhà Agio Jutudu 2, 4, 6, 8, 10, có 12 loại. 12 loại hạt. Vậy là đi tần thì vậy là đi tần. Cái vườn này của anh em mình cũng rất là nhỏ nha mọi người. Thì anh em mình chỉ muốn là ươm những giống nữa mà sau này mà không đủ. Cũng rất là nhiều bạn vào bảo anh em mình là trồng ngô nhá. Nhưng mà ngô vườn này khả năng là không, anh em mình không trồng được. Và anh em mình đang chờ hạt giống và sẽ mở vườn, thêm vườn nữa để trồng. Vì anh em mình đang liên hệ là chờ xin hạt giống ở trên thành phố nha mọi người. Anh em mình giống sẽ ngô nếp. Đấy, giống ngô nếp, ngô dẻo Việt Nam đấy. Ngô dẻo Việt Nam mình ấy. Và vì... cùng sẽ tìm giống tốt nhất. Ngô đỏ bắp to nữa. Ngô đỏ bắp to. Ngô lái đấy. Aqui hoje tudo mete tudo semente. Tá bem. Hã? Sim. Hoje aquela camisa da onde? Ele ficou. Lá vai, lá vem lá. Ah, muito bonito você. Cái cáo râu giống Nhật đây. Nhìn cái Nhật đây. Tira chapéu. Tira chapéu. Careca. Muito bonito, Tony. Sim. Khả năng mai mình cũng phải để cho này. Nhìn giống Nhật đấy. Cao không đeo ấy, bên dài bên ngắn đấy. Thôi anh em ta bây giờ là nhà qua đây vay continua đang trồng nướng trước này. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào tiếp tục công việc đào sới đất, hướng dẫn cho người dân là xào sới đất để trồng các loài cây giống hôm nay, cây ăn củ, rau củ quả. Dưa chuột ta trồng bốn quanh hàng rào đi. Để tận dụng sao cho neo lên trên này. Hả? Trồng bốn quanh hàng rào này. Bí này trồng dưới rất là nhiều.
Dạ, chút chút cho làm đất đi. Mình đi cua. Đây đã xong. Như trong cái chứ được. Cứ cho làm đất ở đây đi để gieo hạn này trước, còn một số người đi đào cuốc ở đây trồng bốn quanh này. Đi đây này, dưa chuột này trồng bốn quanh đây này. Mọi người đi cuốc này. Bốn quanh này, hàng này. Đào hậu thôi, trong là mỗi cái đào hậu. Đấy dưa chuột đi. Đào cả mà chứ. Thì chỉ mé là trong mé này thôi. Chỗ vẫn để một cái đường đi. Đường đi ở đây. Không phải đào cả đấy mà chứ, hậu đào đây, hậu đây, hậu được. Đấy, cuốc cả đấy nhìn cho nó đẹp, cho phân thẳng dãy mà trồng đi. Có đây chú đua chú đào phai à xin nhá cá và đập bôi mẹ tê tromi tham mê à đùbù dạ có mấy sai giờ Tony vậy gì vai dividir outro aqui outro fica no meio assim đất hôm nay ông được anh em mình lên luống hôm nay trồng là phải cuộc lại mọi người nhá, cuộc lại để bón phấn lấn vào thì lúc đó sẽ mới gieo được hạt giống đấy. Và xung quanh hàng rào thì hàng rào này thì anh em sẽ trồng các loài cây leo như dưa chuột rồi là bầu bì, đấy gọi là hò nha cây leo đấy. Còn ở đây anh em mình sẽ vẫn tiếp tục gieo như cà rốt, hành tây rồi thêm rau rồi có nhiều thứ đậu bắp. Chó cuộc đi. Sợ rau cải nên sợ xót đi, chúng ta phải gieo hạn luôn. Đây là hạt cà rốt nha mọi người. Anh em mình đã ngâm qua, ủ qua rồi nhé. Giờ mình trộn qua thì đất để cho nó rời hạt ra. Và mình sẽ hướng dẫn, anh em mình sẽ hướng dẫn bác trưởng thôn để gieo nhé. Ngâm với tham mùi tụi bây. Bây, ta bây. Nó mới ta mùi rồi.
Vì cái hạt cây cà rốt này sau là không tỉa ra được nhé mọi người. Gieo như nào là sau chỉ có tỉa thưa thôi để cho củ nhé. Vậy tức đồ về. Nên là anh em mình sẽ nói anh em mình cũng nói bác là bác trưởng thôn là gieo thưa thưa thôi nhé. Mùi được. Nào, cầm. Đây là súp nơ nhá mọi người. Anh em mình cũng trồng mỗi thứ loại rau của Việt Nam mình một chút nhá mọi người. Đây, meta. Nâu meta mùi được. Ở đây anh em mình trồng cả cà tím nhá mọi người. Đây là cả hạt cà tím này. Nó mới ta mùi tuổi mày. Nó bồ của. Nó mới ta mùi. Sau này cây cà nó mọc lên đây, anh em mình cũng sẽ hướng dẫn người dân là tỉa ra trồng nhưng sau. Ôi từ đâu. Ao là sẽ mình hướng dẫn tất cả các mọi người ai cũng gieo hạt đó mọi người. Anh nhìn đâu mới ta mua tuổi mày. Tất cả những hạt rau anh em mình cũng hướng dẫn người dân gieo xong rồi nhé mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ hướng dẫn người dân đi trồng hạt bắp cũng như bí và dưa chuột. À rồi, phải dậy. Tôm. Nó cái xì đi bốn mươi tao vậy. Số đôi á. Mỗi tụi biết kén rồi, thế mới tới đây tao về. Nó tới này. Nó ok. Xì. Vì cái đậu bắp này sau này anh em mình cho nó cây nó lên là anh em mình sẽ bón phân sau nhé mọi người. Giờ chỉ gieo hạt để cho cây lên thì sau này sẽ bón phân và vun sau nhé. Đây mình trồng hàng các hàng 70 phân và cây là 40 nhé. 40 45. Có cây 50. Thì mọi người hôm nay anh em mình lên đây là cùng hướng dẫn cho người dân là trồng rất cùng nhiều loài cây trồng đấy. Cùng... Hôm nay là hy vọng là để phủ kín những bờ rào. Đấy, hôm nay là phủ kín những bờ rào và đất cùng đất anh em mình cũng phủ kín gần hết rồi. Còn mấy luống là đều hôm sau là tỉa cây rộng ra trồng ra ngoài này để con trừ lại mấy luống này. Thì video hôm nay anh em mình cùng lên đây là hướng dẫn cho người dân là gieo trồng thì người dân cùng đã làm cùng anh em mình rất là nhiệt tình. Thì video hôm nay anh em mình cùng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hay và video có ý nghĩa thì nhớ chia sẻ video để ủng hộ anh em chúng tôi. Và nhớ đăng ký kênh ẩm thực châu Phi Việt, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực và cũng như cả cái ý tưởng hay để giúp đỡ người dân ở đây
về trồng trọt cũng như chăn nuôi thì sắp tới anh em mình cũng sẽ hướng dẫn người dân là chăn nuôi, về hình thức chăn nuôi đấy. Hay. Nói chung là những cái gì tốt đẹp nhất của Việt Nam mình mà mang lại thu nhập cho người dân thì anh em mình sẽ gọi là cố gắng hết sức mang đến cho người dân được gọi là ấm no hạnh phúc ấy. Không được lắm thì cũng gọi là đỡ hơn, phát triển hơn được một chút thôi. Đấy, nhưng cái không hy vọng mà không biết là có được nhiều không, nhưng mà được bao nhiêu thì ấm no là bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thì những cái gì tốt đẹp nhất của Việt Nam thì Việt Nam mình rất nhiều cái tốt đẹp, nhưng mà anh em mình chỉ giúp được trong cái phạm vi anh em mình có thể thôi, chứ không phải là những cái gì tốt đẹp của giúp được hết đâu. Đó, vì anh em mình sáng nay là cũng không phải là ai phải đi cả, ai đi cả, mà anh em mình là ở bên này là có cái những cái gì có thể giúp được thì giúp đấy hết. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em chúng tôi nha. Chào các bạn.